Mấy bạn ở đây biết bà Ngân là ai chưa? Biết bà Ngân là ai chưa em? Biết bà Ngân là ai không? Khán giả biết bà Ngân là ai không? Bà thuộc quý hả? Bà Nguyễn Thị Ngân là biên tập thần thánh của chương trình do NASA Mỹ phái tới. Em tưởng FBI thôi. Nè tôi nói các bạn nghe, từ đây tới cuối chương trình các bạn sẽ thấy được cái power của bà như thế nào. Thao túng hành tinh này, cả một vũ trụ, nằm gói gọt cả một thế giới. Chỉ thu bé lại chỉ bằng con mẹ Ngân thôi. Không tin là giọng ải giọng ai có những cái clip xàm như vậy luôn. Trời chưa đâu em. Rồi em còn thấy nữa nha. Còn nhiều cái nó còn ghê gớm em hơn ơi, vậy nó nhiều cái nó còn vô lý hùng hơn nữa thiệt á. Sao Thành em lại cười? Anh ơi, em càng ngày em càng nể cô biên tập của chương nể trình. Nể Ngân hả? Đúng không? Nguyễn Thị Ngân. Nó yêu nghề của anh. Nó không ngừng sáng tạo mà anh chị. Có những sáng tạo, ok. Dạ, không nhưng mà vậy nè. Ngân á, nó là cái dạng người mà đưa người ta đi từ cảm xúc căm phẫn đến thán phục anh. Có thể lúc đầu mình coi clip mình giận lắm, nó xong quỷ điên người xàm dữ vậy. Mày nghĩ cái clip này ra mà cho người ta coi kìa. Nhưng mà không, anh cứ cho nó niềm tin đi, nó sẽ có thể làm xàm hơn và xàm hơn nữa. Cái tự nhiên mình thành thán phục nó, mình hiểu, mình ngưỡng mộ nó. Có nghĩa là cái sức sáng tạo nó không ngừng nghỉ. Anh thấy giỏi không? Em chưa biết mặt chị Ngân đó là ai mà sao. Ở đây đâu, ở đây không ai biết hết em à. Anh chưa biết luôn rồi. Mai mốt là thời gian nữa là em thấy ở đầu phim trường Điền Quân có cái miếu tới miếu bà Ngân. Đại tính đó là không biết lố, là, không biết là bà còn sống hay bà về trời nữa. Đôi khi trộm nhìn em xem dung nhan đó chứ bây giờ xa xôi. Em có còn như ngày nào. Trời, con Ngân nó muốn cái gì vậy trời. Thôi ơi trời. Rồi đi về. Cảm ơn em. Cái gì? Trời ơi trời, con Ngân nó bẹo gan tôi nè trời. Trời ơi trời, một chưa bao giờ thấy chơi game show chưa đi quýnh ghen vậy đó. Mới đi thật thò đi đứt. Em ơi mà thật ra bé làm đúng mà. Ủa anh? Bài trộm nhìn nhau, đôi khi trộm nhìn nhau. Siêu diễn bé là đứa nào diễn? Bé phải núp cái trộm nhìn chứ. Bây giờ sau khi xem xong nè. Qua số 2 khỏi nó số 1 mà không biết cái gì mà nói đâu. Qua số 2 á. Các em phải nhìn thấy cái cây nó rung rinh, mình thấy cái độ rung của nó thì mình biết là cái hơi của thằng nhỏ nó phát ra cỡ nào chứ. Anh ơi, anh nghĩ nhìn cái độ rung của cây chỉ biết là nó bị Parkinson hay không thôi. Anh nghĩ sao mà. Trời ơi trời. Quay cái gì vậy trời? Quay đều, quay đều. Có gì quá. Quay đều, quay đều, quay đều. Mối tình ngày ok. Bà Ngân, bà quá đáng lắm nha bà Ngân. Bà Nguyễn Thị Ngân. Cái bài Xe Đạp Ơi nó vô như thơ, như nhạc, nó vô trong cái trí nhớ của bao nhiêu thế hệ khán giả. Mà giờ nở cho bà này ra, bà ngồi bà quay con gà nướng. Anh, em về chỗ đi. Em thấy thật sự lên chương trình mình thành công là phải nhờ mấy bà biên tập vậy đó anh. Bà Ngân bà quá đáng dễ sợ luôn. Duyên dáng nghĩ ra mấy cái trò duyên dáng không. Xe đạp bây giờ đẩy qua lò quay. Quay đều. Cưng. Chịu. Mà được cái nhỏ này nhép trật hết mới ghê chứ. Đó. Gì vậy? Tính lên xe em đi ăn thử hả? Ăn được không á? Coi ăn được không? Thôi lát có dịch quay rồi. Chương trình lựa con gà xấu thiệt. Hay bây giờ đổi lại gà quay đi, ủng hộ em đó. Ờ mình ăn gà quay này đại đi mấy anh. Sao em kỳ vậy? Bữa giờ em vả dữ lắm. Ai mượn em cá cho giữ vô. Nhận xét lẹ rồi bưng con gà vô. Để đây nó cháy xì mỡ hoài hả? Quên quên xin lỗi anh. Dạ hát dở, hát dở nha. Hát hay. Hay. Trường Gia nghĩ là hay. Anh xin anh sai một lần anh ngồi xuống đi. Đứa này nó không hợp tác nha. Chiến thuật hả? Mày thuật nhắc trước chứ. Đi ra quốc lộ bán miếng. Vì sao trở thành nghĩa đang hát dở? Thì cái tự nhiên anh hỏi vậy rồi tôi không biết trả lời sao. Bươi móc gì đi. Bới lông tìm vết. Mình giả bộ mình nói lý do đi hát nói dở đi ha. Có nghĩa là trong lòng mình nghĩ hay nhưng mà giả bộ mình nói lý do nói dở phải không? Ok. Nè. Các bạn nhìn đi. Mùi gà như vậy làm sao có thể dép đúng được. Hát dở đó. Ồ, cái lý do thật là thật. Rất chân thật. Anh ơi. Cái gì? Nó khét con gà thôi. Quay nó đi. Nó khét con gà thôi. Trời ơi, nhìn muốn ăn quá à. Trời ơi, chương trình ác danh nghĩa ghê. Ổng ăn chay đó. Thiệt sự luôn, đem con gà lên. Ổng ăn chay đó. Đâu có sao, ăn nhầm gì? Tâm anh đã tỉnh. Thật ra nói cho ấy thôi, nếu em đi ngược lại mọi người em cũng phải đi. Mà thật ra đúng tâm lý của em thấy bà hát dở đó. Mặc dù là mọi thứ là mình cảm giác là hay,
Nhưng thật sự ra hồi nãy với cái cách giống này em, riêng em cảm thấy dở. Cái giờ nói thiệt nè, không dở. Thật ra cái bài xe đạp ơ này nó, thứ nhất là nó quá quen thuộc, cái thứ hai là cái nhịp của nó không hề khó. Như lúc đầu em nói đó, một cô gái nhìn có vẻ rất là ngọc nữ, nhìn mặt rất là thiên thần như vậy thì em nghĩ là sẽ hát hay. Em cũng nghĩ là bạn ấy hát hay. Em nghĩ là đang cố tình. Những cái người mà hát hay á anh, bình thường người ta hát nhép không bao giờ đúng được, phải hát live người ta mới diễn được cái khuôn mặt luôn. Còn bắt người ta hát nhép là người ta sẽ bị hơi bị khó hát và bị đơ một chút. Bạn này sẽ hát nhạc mà kiểu rất là dễ thương, em đoán như vậy. Một lát em trúng một mình em đi rồi biết. Trời okay. Ơi tôi đưa hai tay bay lên tao quay luôn. Tiếp xin mời em gái số 4. Trời ơi cái gì vậy? Trời ơi. Bà ra bà cầm cái loa rồi bà hú không vậy đó. Trời ơi. Ủa rồi bà nhép cái chỗ nào vậy? Tội nhiên. Biên tập tội nhiên. Ôi thiệt luôn á, em sợ hãi. Trời ơi trời. Ê, rồi bữa nào báo cháy kêu bà này báo sao trời? Hú hú hú. Hú hú hú. Bà báo xong ta cháy rụi hết rồi đó. Cái gì vậy? Lại mẹ ngân ơi. Em ơi đất ơi. Bây giờ nè, cho ông đứng ông nhép nguyên một bài luôn, sáu con người trên đây cũng bóp tay chứ đừng nói chi nhép con đoạn bay lớn vậy nè. Sao ông kêu nó vô toilet nhép kìa, rồi sao mà ra mà thấy bài ra một cái cây hoành tráng, tôi cũng không biết làm cái gì. Ai người về ta đâu là cái bài của Phan Mạnh Quỳnh là có chàng trai viết lên cây, chứ không phải là có chàng trai núp sau cây. Mà anh thấy ống thụt ra sao em ơi, mà có tâm lắm em. Lùi ra phía sau, cái cày trẻ trừ không ai thấy nè. Gì mà vẫn nhép em ơi. Không với nè, mà nó còn đút cái mặt nó sát như cái lá vậy nè. Đáng lẽ cái số này là không cần giọng hai nè. Có tại cũng vì, như không. Tại vì sao, lát nữa là ông Lý Tư Long, ông với bà Hai Phượng dạy vòng vòng sao nè. Nè, một lát nè coi tôi nói đúng hay không nè. Bà Hai Phượng mà nhép nha, bà cầm một bạch nè. Coi bắt cặp bà mấy nhé nè, biên tập thì nó khiêu khích mình thiệt, dễ sợ thì tư ra cái cây tưởng sao không có làm được cái gì hết trơn, trời che mất tiêu người ta. Tôi nói thiệt, tôi còn biết Facebook nhỏ này, tôi report cho nó sạch Facebook chơi. Các em thân mến, ghét bây quá. Giờ thay vì mình nhận xét về anh hay reporter, mình nhận xét về cái cây đi. Thôi cái gì đâu nói. Trên đứng dòng mình trong khoai lang, đứng dòng mình trong khoai lang. Trên đứng dòng mình trong dưa gang, hỡi cô gánh nước đường xa. Còn bao là bao lâu nữa, để hoa là hoa gánh dùng. Tang tinh tinh là tinh tinh tang. Trời đất ơi. Thất nghiệp luôn. Không nhìn ra, không nhìn ra. Gì vậy anh? Trời ơi. Tiêm nó luôn. Đừng. Bình tĩnh. Anh càng. Phát sinh mà nó về giùm anh. Ghét quá. Luôn rồi hả? Bây giờ nó ngang ngược. Không hay, không làm như vậy. Em biết luôn hả? Không hay. Đừng cắn em. Ủa sao anh không cắn thiệt hả? Ghét quá. Biên tập mà nó dễ sợ thiệt. Tại sao vậy? Làm quá nhiều tiền lên đây đứng chi nữa vậy? Hả? Làm gì nhiều tiền? Giám đốc âm nhạc chương trình này đó. Phải không? Nguyễn Hoàng Duy. Không phải đâu đi đâu. Đây không phải tay Bi không? Bi đấy. Bi bây giờ giảm cân rồi. Xin lỗi khắc Việt. Nếu mà đúng là Duy, đúng là Bi heo thì cần nhìn một phát không, là biết không, luôn. Không ai cho đứng gần nữa. Nè, làm giám đốc ở chương trình này, một số là 125 triệu. Mà bây giờ lên đây tính lấy thêm 5 triệu là cho thành 130 triệu. Đó là chân lận loại. Nói gì nhiều hết trơn á. Nghĩ sao mà giám đốc âm nhạc mà lên đây? Không bao giờ có chuyện đó.
Tôi không cần biết giám đốc âm nhạc gì nữa. Tôi đang thấy là số 6 nó ngủ từ nãy giờ. Giờ thì bây giờ quánh thức nó dậy. Quánh thức nó dậy. Công chúa khều nó dậy. Trời ơi, mà công chúa có xàm vậy chứ. Mời xác ướp tỉnh hồn ra hát. Chúng ta là lũ quỷ ở tận rừng xanh, ở tận núi cao, ở vùng suối sâu, chúng ta cùng thương nhau như anh em một nhà, cùng nhau ta múa ca những cây xuân rậm trổ hoa. Tao giết mày, tao sẽ giết mày. Đừng 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 xé cái xác ướp của tôi, nó đã đau đớn lắm rồi. Hả? Vậy mà trà trộn đây mày kiếm tiền hả mày? Mày giết mày. Đi vô, đi vô, đi vô. Qua đường này, đường này, đường này, đường này. Coi chừng, coi chừng, coi chừng. Hồi nãy em định để nó cuối chương trình, nhưng lên đây không nhép, coi thường người chơi, ăn nằm phủ phê, khó chịu. Loại. Giờ tôi không biết làm sao. Biên tập không có đồng đều. Cái anh cha xấu xáo cũng cha mẹ chương trình. Người ta thì tới, người ta đứng, người ta tạo dáng dơ mỗi tay, mỗi chân. Ông tới như nghỉ dưỡng vậy đó. Nằm nghe sóng vô từng lớp, thôi người ơi, nói coi một lời thôi vậy đó. Biết rằng mình chia tay đi. Ok, bây giờ em muốn chia tay phải không? Chia tay thì chia tay, tất cả những gì anh đã hứa em hãy quên đi, xem như anh chưa từng nói gì cả. Anh đi nha. Trời ơi, đi luôn đi ông. Trời ơi, trời ơi, sao cái bé. Chương trình, cái chương trình này càng ngày nó càng ngang ngược vậy anh. Nhét miệng nó mấy câu đi vô, không hát biết nào hết trơn rồi. Xong rồi đó em. Xong rồi đó. Cái gì? Ủa gì vậy? Bạn ấy vừa mới siêu diễn nhạc hiệu chương trình Giọng Mãi Giọng Ai. Vừa làm một điều mà mọi người ngỡ ngàng không hiểu. Loại. Đừng loại tội nghiệp người ta. Người ta vòng gì, vòng siêu diễn. Người ta làm đúng mà. Anh cái vừa rồi là siêu âm chứ mà siêu diễn. Hồi xưa là chỉ có nhép miệng thôi. Bây giờ mà có vụ nhép miệng nhạc không lời nữa. Ngang ngược. Loại. Không, bạn ấy có nhép miệng. Nhép miệng cái chữ Giọng Ai Giọng Ai. Đó. Thấy bạn này giống diễn viên hề hơn. Không, hát hay đó. Em giữ lại. Tại vì sao? Bạn này hát hay, biểu diễn tốt, cho nên chương trình không muốn cho bạn này trình diễn. Có lý. Diễn kiểu nào cũng lộ. Đúng, diễn kiểu nào cũng lộ. Bạn ấy sẽ lộ vào cuối chương trình. Juliet. Em có sao không? Trời ơi trời. Ôi, bà Julia. Bà Julia hát bolero. Rồi, cảm ơn ông Romeo. Úp mặt vô nách hát ai thấy miệng. Đi hết cái biên độ tinh thấu luôn mà vẫn chưa thấy cái miệng của bà luôn á, thiệt sự. Mà đã úp vô đó rồi cái giọng chắc chua lắm, tôi nói thiệt. Rồi cái nhà này nữa nè. Trời ơi, cái gì vậy?
Lên đi anh. Ủa siêu diễn mà. Tôi nói thiệt ra đây cưng. Đâu có gì anh gì ơi đâu. Anh em nói thiệt anh nghe, cái nư của em là từ đây đến cuối chương trình em giật sập cái nhà này đó, em nói thiệt. Đừng có giật sập nhà ta. Mà bé nó hát đúng chứ bộ. Bài hát cái lời nó sao? Con ngồi đây con nhớ mẹ thì nó phải ngồi xuống mới nhớ mẹ được chứ. Mắt mới gì mà ngồi hơn trước. Vô nhà mới nhớ chứ ra ngoài đường ngồi nhớ ta tưởng trẻ mồ côi sao? À, hay lắm. Mời em đi chỗ. Trời ơi, thằng nhỏ dễ thương hết biết. Tại tụi em không thấy thôi, chứ anh đứng bên góc nghiêng này anh nhìn thấy rất rõ. Không những nó ngồi không, nó còn khóc nè em. Trời ơi, vậy hả? Nhớ mẹ mà, ngồi khóc. Đâu quá trời khóc nó. Ngồi nhớ mẹ, khóc, che giấu thân phận. Như vậy là cái gì? Xạo sự. Mà những người xạo sự chúng ta nên đấy. Không, không nên làm như vậy. Nếu làm như vậy khán giả người ta nói mình bất lực. Mình không đoán được cho nên mình loại người ta sao? Đồng ý với anh, em sẽ đổi ý kiến. Ừ. Vẫn loại. Nhưng ít ra lúc thằng bé nó vừa mới vô nhà, nó còn hát được câu đêm nay nghe tiếng mưa. Rồi sau đó nó nhớ mẹ, nó mới ngồi xuống nó hát và nó khóc. Một cảnh bệnh viện. Mèo trời ơi trời. Ủa sao lại có thể như thế nhỉ? Tiền hết đi. Mày em không thì đây hả? Ôi ê ôi dạ. Trời ơi, ủa cái gì vậy trời? Ủa, tôi bác bài tôi không ra ông kìa nước biển vậy thôi đó. Ủa cái bụng lên chưa lên xong rồi hả? Vậy thôi đó. Quỳnh ơi Quỳnh, bài này bài của em phải không Quỳnh? Dạ. Ừ. Thôi đi về em, đi về vô nước biển. Em trai thở oxy. Em con ruột Điền Quân hả? Em được ưu ái ra nằm rồi cái vậy thôi đó hả? Quan hệ với bà Ngân. À bà Ngân. Quan hệ với bà Ngân mới được vậy chứ. À là đem quan hệ cá nhân vào đấy hả? Vì sao Thành không được chọn vị trí số 4 ở vòng 1? Cháu của chú Nghĩa. Cháu của Nghĩa. Đừng nói về khán giả hiểu lầm anh tội nghiệp. Anh không biết gì bé này trơn trọi đó. Thường những người biết hay nói vậy đó. Trời. Tại vì anh chỉ thấy rằng bé này chắc sẽ có cái điều gì thú vị. Nè thú vị quá nè. Thú vị đó. Đúng không? Thú vị thiệt. Bé nằm nó sốt cao mê sản rên vậy thôi hết. Coi thường mình quá. Bình luận liền. Thì cũng là một dữ liệu vô nghĩa thôi. Dạ. Kiểu như là anh cán bộ quá. Họ đưa bà Ngân bà đưa cho mình cái này cũng giống như là đấy, cũng coi thường anh em mình quá. Coi thường quá mà. Hớ thì ai chả ơ được. Đây đấy. Mình làm gì? Loại. Thiệt luôn. Có chuyện cái gì đâu. Ok. Ủa, cảm ơn em. Cho YouTube em có coi cái này rồi. Có coi cái bài này coi rồi. Xong cái màu nó giật mệt lắm. Nếu mà hát thật thì khó, nhưng mà làm thế thì ai chả làm được. Nhưng mà em thấy được. Trời dâm. Nó không biết là khớp hay không khớp. Vậy hả? Nấu dịch rồi. Nhép miệng rồi. Làm cho những người ở đây bình luận phải mệt mỏi. Loại. Trời mưa mà. Chơi táo cái chương trình này. Trời mưa mà. Chương trình chơi táo. Em ơi hết mưa rồi về chỗ đi em. Cái quan biên tập chơi táo, chơi đẻn. Chơi táo. Trời ơi, không được phá hoại. Ví dụ mà trời mưa, cái nhà mình đang quay ra vậy cho mọi người coi cũng được vậy nè. Ví dụ như cái vậy à, hát vô hát nè. Mưa giông nè. Ví dụ như 2 3. Trời xa mưa giông. Được vậy. Trời đất ơi. Sao không kêu tụi em đi vào trong nghỉ ngơi đi, chờ bạn nhép xong rồi ra. Cái bà biên tập ăn bao nhiêu tiền của Điền Quân một tháng mà dốc công bà mài ốc bà ra để bà làm cho đầu tư dữ vậy? Biết đâu bà biên tập là vợ của ông chủ. Một cái vấn đề nữa. Vấn đề gì? Ủa, đang qua đây rồi hả?
là cái bà biên tập bà có vấn đề cấu kết với anh hai Lam Trường. Mình gặp anh Trường rồi. Tân gốc này mắt tìm thoáng mát. Dạ. Có thể nhìn thấy được cái trời xa mũi trong bên kia. Bên đây nè, đây nè. Bên đây nè. Nếu như bà thông minh, bà có trạng đây cũng thấy được cái mầm của cậu thôi. Một thật đau lòng. Vậy bây giờ anh Trường, anh là cái người duy nhất mà có thể thấy được cái mé mé, cái mắp máy này nè. Anh cho mọi người biết cái cảm nhận của anh thế nào. Nhưng bây giờ anh ức quá anh chắc không trả lời được sao giờ. Sao anh ức? Anh quá ức luôn vì từng ngày Lý Giang anh không biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại là 59 tuổi mà diễn ngây thơ. Cái này và đúng rồi. Bỏ chúa liền. Anh có thấy nhất miệng nhưng mà anh không hiểu tại sao, là chỉ có một mình anh thấy là anh không biết tại sao thôi. Tại vì người ta yêu thương anh. Đúng rồi. Ta biết đặt là một con khen của anh. Có khi nào là cái bà mà mình lấy thì cũng con Ngân biên tập. Đúng rồi. Phải không? Có bà ngày xưa. Đúng rồi. Ba biên tập không phải tên là Ngân mà tên là không, cho mà là bộ cũ. Không phải em. Cô mẹ khen. Đúng rồi đó, con mẹ phải năm xưa. Đó lý do. Bây giờ là mới tuổi con Ngân trà trộn với Điện Quân làm. Mà còn hôm nay có chị Thu Minh nữa bác Tước. Đúng rồi. Bác Tước. Đúng ngay chị luôn. Cho bà thấy mông không, không cho thấy cái mặt. Chúng tôi rất hãnh diện vì trong đội chúng tôi có anh Hai Lam Trường. Chiến thắng gần như là 90%. Thôi, hồi nãy đáng lẽ làm như vậy thì đội tôi rồi đỡ tức. Thí dụ chui vô trong này đeo cái hình của bà đây. Tôi thấy là tôi chạm đấy, là tôi nhìn thấy bà. Mà thí sinh gì khi biết mình đứng trong đó thì nghệ sĩ không thấy mà vẫn chui vô. Loại. Tôi chết rồi. Không phải gì hai Phượng đâu. Không đánh mà đau, không đánh mà đau, không đánh mà đau, không đánh mà đau. Khi người xưa đã bỏ ta rồi. Đánh mà đau, không đánh mà đau. Cái gì vậy? Cái bà biên tập này bà ác thiệt sự luôn. Ai đánh ông đâu mà không đau? Bà kia đứng lại. Bà kia, ai xúi? Ai xúi bà? Dạ chị biên tập. Lại là bà biên tập. Bà biên tập trả em thêm bao nhiêu lương mà em quay lại em cầm cái kiếm để cho ông kia không đánh mà đau. Không. Dạ không lương. Không lương. Không lương. Trời đất ơi. Công nhận thiệt. Biên tập mày nó uống thuốc gì mà nó gan. Thế là biên tập là quay lại không đánh bà đau. Bây giờ anh trả lương cho em đánh bà biên tập đau. Công nhận. Thông minh. Cảm ơn em. Mời em quay trở vào trong. Dễ sợ thiệt. Hai người ra giáp lá cà cái không đánh mà đau. Không ai quánh nào hết. Em ơi mà bây giờ thiệt ra anh mới biết là có cái bài này đó. Ủa lâu rồi. Có lâu rồi anh. Bây giờ mới biết. Cái bài này là cái bài ra sao gọi đò đó. Giọng của Dương Ngọc Thái đúng không? Đúng đó. Rồi à. Anh ơi, nhưng mà nói thiệt nói chứ phải khen cái cô biên tập này. Quá thông minh, càng ngày càng sáng tạo. Thiệt sự, vui, hợp lý. Bây giờ quan trọng là lát bài Phượng rồi phải hát bài gì về xây nhà nè. Chắc bài người đi xây hồ kẻ gỗ. Em đang tính nói.